Skill 1. Ở cái phần skill 1 này chúng ta có một số từ vựng sau. Importance. Danh từ sự quan trọng. Important. Tính từ quan trọng. Nomad. Danh từ người du mục. Nomadic. Tính từ thuộc về du mục. Pastures. Nó đồng nghĩa với grasslands. Danh từ đồng cỏ. Look for. Động từ tìm kiếm. Provide. Động từ cung cấp. Dairy products. Danh từ các sản phẩm từ sữa. Gear. Danh từ lều. Circular. Danh từ tính từ hình tròn. To be surrounded by. Động từ được bao phủ bởi. Household chores. Danh từ công việc nhà. Similarly. Tính từ tương tự trạng từ. Sorry. To be closer to. Động từ gần gũi với. Goat. Danh từ con dê. Appliances. Danh từ thiết bị đồ gia dụng. Earth and house. Danh từ nhà bằng đất. Means of transport. Phương tiện vận chuyển. Skill 1. Reading. Activity 1. Quickly read the passage and choose the most suitable heading A, B, C, or C for each paragraph. Đọc nhanh đoạn văn và chọn một cái tiêu đề phù hợp nhất A, B hoặc là C cho mỗi đoạn văn. Ở đây người ta cho 3 đoạn văn tương ứng với 3 cái tiêu đề A, B, C. Tiêu đề A, Nobody's Children's Lives, có nghĩa là cuộc sống của những đứa trẻ du mục. Tiêu đề B đây là The Importance of Cattle to the Nomad, sự quan trọng của gia súc đối với người du mục. Tiêu đề C ở đây là The Nomad's Home, ngôi nhà của người du mục. Đây, bức tranh ở trên này là nói về cuộc sống du mục trên cao nguyên Gobi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài đọc và sau đó chúng ta sẽ tìm tiêu đề thích hợp cho 3 bài đọc ở bên dưới. Đi vào bài đọc thứ nhất. We don't lead a normal life like many other people. We lead a nomadic life. This means we move 2 or 3 times a year to look for new pastures, grasslands for our cattle. To provide more of our needs, dairy products, meat and clothing. Chúng tôi không sống một cuộc sống bình thường như những người khác. Chúng tôi sống một cuộc sống du mục. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi phải di chuyển 2 hoặc 3 lần trong một năm để tìm kiếm những cái đồng cỏ mới cho gia súc của chúng tôi. Gia súc cung cấp hầu hết những thứ mà chúng tôi cần, như là những sản phẩm từ sữa, thịt và vải vóc. Thì sau khi chúng ta đọc cái đoạn văn lên và chúng ta dịch ra, thì chúng ta thấy rằng cái tiêu đề ở trên A, B, C, tiêu đề nào phù hợp với cái đoạn văn thứ nhất này? Đó chính là tiêu đề B, sự quan trọng của gia súc đối với cuộc sống của người du mục. We live in a girl. Our traditional skeleton is keep us cool in summer and warm in winter, even when the temperature drops to -50°C. It can be pushed up and then taken down and transported. Chúng tôi sống trong một ngôi lều. Ngôi lều của chúng tôi có hình tròn truyền thống. Nó giữ cho chúng tôi mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Thậm chí khi nhiệt độ xuống 50 độ C, nó có thể được dựng lên và hạ xuống. Sau đó được di chuyển đi. Sau khi chúng ta đọc xong, dịch xong thì cái tiêu đề nào sẽ phù hợp với cái đoạn số 2 này? Đó chính là câu C, ngôi nhà của những người du mục. The tree. For more of the year, we are surrounded by vast pastures, rivers, and mountains.
We see few people from the outside world. When we are small, we play on our lands and with the animals. The hole is our best friend. Any normally child can buy a hole. We learn from an early age to help in the families, from household chores to heavy work like herding the cattle. We also learn to be brave. Trong suốt năm thì chúng tôi được bao phủ xung quanh bởi những cái đồng cỏ bao la, những cái con sông và những ngọn núi. Chúng tôi ít nhìn thấy những con người từ thế giới bên ngoài. Khi chúng tôi còn nhỏ thì chúng tôi chơi trên đồng cỏ với những con vật. Con ngựa là bạn thân nhất của chúng tôi. Bất kỳ đứa trẻ du mục nào cũng có thể cưỡi ngựa. Chúng tôi học từ rất sớm để giúp đỡ gia đình. Từ những công việc nhà đến những công việc nặng nhọc như là chăn gia súc. Chúng tôi cũng học cách can đảm. Thì cái đoạn văn mà tiêu đề phù hợp với cái đoạn văn này đó chính là câu A, cuộc sống của những đứa trẻ du mục. Tổng hợp ba cái đoạn văn vừa đọc xong thì cái đoạn ba đoạn văn này nói về cuộc sống của những người du mục trên cao nguyên Gobi. Một cái cuộc sống đầy vất vả nhưng mà rất là thú vị. Activity 2. Master the regressions with the words or phrases from the passage. Nối những mô tả với những từ hoặc cụm từ từ đoạn văn. Thì ở cái bài tập này chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng này có hai cột. Một cột là những từ và cụm từ và một cột bên cạnh đó là sự mô tả. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nghĩa của năm từ này. Từ thứ nhất, a girl là một cái lều. Dairy products là sản phẩm từ sữa. Cattle là gia súc. Nomadic life là cuộc sống du mục. Pasture là đồng cỏ. Bây giờ đi vào phần mô tả chúng ta xem. Câu A, a life on the move là cuộc sống trên những chuyến đi. Câu B là a secular tent in which Mongolia's nomads sleep. Một cái lều hình tròn của người Mongolia sống, người du mục Mongolia sống. Câu C là grasslands là đồng cỏ. Câu D, milk, butter, cheese là sữa, bơ và phô mát. Câu A là cows, goats, buffaloes, bò, dê, trâu, vân vân. Thì ở đây câu thứ nhất, cái lều thì sẽ nối với lại câu B. Câu số 2, sản phẩm từ sữa thì chúng ta đã dịch ra rồi thì chúng ta sẽ nối với câu D. Câu 3, gia súc, chúng ta sẽ nối với câu A. Câu 4, cuộc sống du mục thì chúng ta sẽ nối với câu A, đó là những cuộc sống trên những chuyến đi. Câu 5, đồng cỏ thì chúng ta sẽ nối với câu C. Chúng ta kiểm tra lại đáp án xem thử mình làm có đúng hay không nhé. Activity 3. Read the passage again and choose the best answer A, B, C or D. Đọc đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc là D. Câu thứ nhất, we live other people. Chúng tôi sống những người khác. Ở đây đáp án A người ta cho là a different life to, là khác, cuộc sống khác. Câu B, similarly to, tương tự với. Câu C, the same life as, cuộc sống giống với. Câu E, in exactly the same way as, là chính xác, giống với. Thì chúng ta đọc lại cái câu này, nó nằm ở đoạn thứ nhất. Ở dòng đầu tiên đó là we don't live a normal life like many other people. Chúng tôi không sống một cuộc sống bình thường như những người khác. Có nghĩa là chúng tôi sống một cuộc sống khác với những người khác. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án A. Câu số 2. We had to move in order to. Chúng tôi phải di chuyển nhiều để mà. Câu A. Change our lifestyle. Thay đổi phong cách sống của chúng tôi. Câu B. Look for better weather. Tìm kiếm thời tiết tốt hơn. Câu C. Look for our food for our cattle. Tìm kiếm thức ăn cho gia súc của chúng ta.
Câu đi be closer to the city là gần gũi hơn với thành phố. Thì ở cái đoạn thứ nhất người ta có cái câu là gì? This means we move two or three times a year to look for new better grassland for our cattle. Đó là điều này có nghĩa là chúng tôi di chuyển hai hoặc ba lần trong năm để tìm kiếm đồng cỏ mới cho gia súc của chúng tôi. Thì ở đây đáp án của chúng ta sẽ là câu C. Câu số 3. Our cattle can provide us with. Gia súc của chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi cái gì? A. Most of honest. Hầu hết những thứ mà chúng tôi cần. Food only could be. Chỉ là thức ăn. Câu C. Means our transport only. Chỉ là phương tiện. Câu D. Anything we want. Là bất cứ cái gì mà chúng tôi muốn. Thì cũng ở cái đoạn 1 có cái câu là the cattle provide most of our needs, dairy products, meat and clothing. Gia súc thì cung cấp hầu hết những thứ mà chúng ta cần, những sản phẩm từ sữa, thịt và vải vóc. Thì ở đây đáp án của chúng ta sẽ là câu A. Câu số 4. When we move to a new place, khi mà chúng ta di chuyển đến một nơi mới thì chúng ta phải làm gì? Câu A. We have to make a new girl. Chúng ta sẽ làm một cái lều mới. Câu B. Put up the girl là dựng một cái lều. Câu C. Buy a new girl là mua một cái lều mới. Câu D. Share a girl with our neighbors. Chia sẻ một cái lều với những người hàng xóm. Thì ở cái đoạn số 2 chúng ta thấy là We live in a girl. Our traditional circular tent là chúng tôi sống trong một cái lều truyền thống hình trụ. Thì ở đây khi mà chuyển đến một nơi mới thì chúng ta sẽ phải việc đầu tiên chúng ta phải là gì? Dựng lều. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu B. Câu số 5. Nomadic children. Những đứa trẻ du mục. Câu A. Play the same game as other children in the world. Chơi những trò chơi giống như những đứa trẻ trên thế giới. Câu B. Use nature and the animals as playthings. Sử dụng tự nhiên và những con vật như là một cái đồ chơi. Câu C. Do not like toy là không thích đồ chơi. Câu D. Spend all their time helping the wheat harvest. Dành hầu hết thời gian rảnh của họ để giúp thời gian của họ để giúp đỡ công việc gia đình. Thì ở cái đoạn số 3, những đứa trẻ du mục thì thường làm gì? Khi cho họ còn nhỏ thì when we are small, we play on our land with animals. Khi chúng tôi còn nhỏ thì chúng tôi chơi trên đồng cỏ và chơi với những con vật. Thì ở đây đáp án chúng ta sẽ chọn là đáp án B. Những đứa trẻ du mục sẽ sử dụng tự nhiên và những con vật của họ để làm đồ chơi. Câu số 6. Mongolian children in the Gobi Lands. Những đứa trẻ Mongolia ở cao nguyên Gobi thì học cái gì? Câu A. To ride a goat. Học cưỡi dê. Câu B. To live in the mountains. Học sống ở trên núi. Câu C. To be dangerous, học bằng một cách hào phóng. Câu D, to help with household chores, học và giúp đỡ công việc nhà. Thì ở cái đoạn số 3, có cái đoạn người ta đọc đề cập đó là We learn from an early age to help in the family, from household chores to heavy work, like herding the cattle. Chúng tôi học từ rất là sớm để phụ giúp gia đình, từ những công việc nhà cho đến những công việc nặng nhọc giống như là chăn gia súc. Thì ở đây đáp án của chúng ta sẽ là đáp án D. Working bears. It will be your partner to find out what his or she likes or doesn't like about the life of the nomads. Làm việc theo cặp, phỏng vấn bạn của bạn để tìm ra những gì mà cô ấy hoặc anh ấy thích hoặc là không thích về cuộc sống du mục của những người du mục. Thì ở đây có một câu ví dụ như sau. What do you like about the nomadic life? Bạn thích gì về cuộc sống của những người du mục?
Well, the children learn to ride a horse. Oh, những đứa trẻ thì thích cưỡi ngựa, thích học cách cưỡi ngựa. And what don't you like about it? Và bạn không thích gì về nó? They can't live permanently in one place. Họ không thể sống ở một nơi mãi mãi. Thì bây giờ dựa vào cái hai câu ví dụ này và dựa vào cái bài đọc ở bài 2 thì các em hãy rút ra cho mình những cái gì bạn thích và không thích về cuộc sống ở cuộc sống của những người du mục liệt kê vào trong vở và làm một cái đoạn hội thoại tương tự như vậy. Activity 5 is working best to cut and fry. Làm việc theo cặp, thảo luận và tìm ra. Two things you like about life in the countryside. Hai thứ mà bạn thích về cuộc sống ở miền quê. Two things you don't like about life in the countryside. Hai thứ mà bạn không thích về cuộc sống ở miền quê. Thì dựa vào cái bài communication chúng ta đã học, em hãy liệt kê ra hai thứ mà em thích về cuộc sống ở miền quê và hai thứ mà em không thích về cuộc sống ở miền quê dựa vào cái bài communication. Thì ở đây cô có hai cái câu về thích và không thích mẫu của cô, các em tham khảo nhé. Cái phần like thì cô có like in the countryside is beautiful, there are a lot of space. Cuộc sống ở miền quê thì yên bình, ở đây có rất là nhiều không gian. Cái điều thứ hai mà cô thích ở đây là the people are friendly and the fresh air. Có người ở đây thân thiện và không khí thì trong lành. Có hai điều mà cô không thích đó là gì? There are good facilities. Ở đây thì không có những cái phương tiện tốt, những cái cơ sở vật chất tốt. It's inconvenient, là nó rất là bất tiện. Thứ hai nữa đó là the streets are narrow, những con đường thì nó còn chật hẹp. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy liệt kê những cái gì mình thích và không thích vào trong vở và trình bày trước cả lớp. Unit 2. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to a boy talking about changes in his village and tick the changes he mentions. I live in a mountain village. My parents often tell me stories about their life in the past. It's not much like the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Our houses are better equipped with electric fans and TVs. Thanks to the TV, we now know more about life outside our village. We don't use oil lamps anymore. We have electric lights, which are much brighter. More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. We village children no longer have to walk a long way and cross a stream to get to school, which is dangerous in the rainy season. Now there's a new school nearby. We also have more visitors from the city. They come to experience our way of life. Unit 2. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen again. And say if the sentences are true or false. I live in a mountain village. My parents often tell me stories about their life in the past. It's not much like the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Our houses are better equipped with electric fans and TVs. Thanks to the TV, we now know more about life outside our village. We don't use oil lamps anymore. We have electric lights, which are much brighter. More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. We village children no longer have to walk a long way and cross a stream to get to school, which is dangerous in the rainy season. Now there's a new school nearby. We also have more visitors from the city. They come to experience our way of life.
Unit 2. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and answer the questions in no more than 4 words. I live in a mountain village. My parents often tell me stories about their life in the past. It's not much like the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Our houses are better equipped, with electric fans and TVs. Thanks to the TV, we now know more about life outside our village. We don't use oil lamps anymore. We have electric lights, which are much brighter. More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. We village children no longer have to walk a long way and cross a stream to get to school, which is dangerous in the rainy season. Now there's a new school nearby. We also have more visitors from the city. They come to experience our way of life. Activity 3. Listen again and answer questions in no more than 4 words. Lắng nghe lại và trả lời những câu hỏi không quá 4 từ. Thì sau khi chúng ta nghe cái phần nghe thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái phần nghe đó chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi bên dưới không quá 4 từ. Câu thứ nhất, how often tell the boy story about the past? Ai thường kể cho cậu bé những câu chuyện về quá khứ? Thì trong cái phần bài nghe thì chúng ta có nghe cái đoạn là my parents often tell me story about their life in the past. Ba mẹ tôi thường kể cho tôi những câu chuyện của họ trong quá khứ. Thì ở đây là sẽ trả lời là ba mẹ của cậu ấy sẽ trả lời là his parents. Câu số 2, what do the village girls now know more about? Bây giờ những người trong làng biết gì nhiều hơn? Thì ở cái bài nghe chúng ta có tìm thấy cái đoạn là gì? Life outside their village, là biết về cuộc sống ở bên ngoài làng của họ nhiều hơn. Câu số 3, where is the new school? Trường mới ở đâu? Trong cái đoạn nghe chúng ta có đề cập đến là near the village, nó ở gần ngôi làng. Câu số 4, what do the visitors want to experience in the village? Những du khách thì muốn trải nghiệm cái gì ở làng quê này? Thì trong cái bài nghe có đề cập đó là họ muốn trải nghiệm về cái cách phong cách sống của những người dân ở đây. Their way of life. Therefore, what do you think? Which change in the listening do you see as positive? Which do you see as negative? Support your opinions with a reason. Write it down. Bạn nghĩ gì? Những thay đổi nào trong bài nghe mà bạn cảm thấy tích cực và những thay đổi nào bạn cảm thấy tiêu cực? Hãy ủng hộ ý kiến của bạn bằng một lý do và hãy viết nó ra. Ở đây cô có một cái ví dụ như sau. It's a good for the village earth to have televisions. They can now have more fun, learn more about different people and different places. Thật là tốt cho những người dân khi mà họ có truyền hình. Bây giờ họ có thể có nhiều niềm vui, học được nhiều thứ khác hơn về những con người và những nơi khác nhau. I think electric light plays a very important part in the life of the village girl. It helps people see everything clearly as nearly as night so they can do more work. Tôi nghĩ rằng ánh sáng của đèn điện đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của những người lang dân trong làng. Nó giúp cho họ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn vào ban đêm, vì vậy họ có thể làm được công việc nhiều hơn. A nearby school is very helpful to people here because they don't have to go to a long way to school. With very dangerous in rainy season, it will help develop the village. Trường học ở gần thì rất là hữu ích, rất là giúp đỡ nhiều đó cho mọi người ở đây, bởi vì họ không phải đi một quãng đường dài để đến trường. Điều này rất là nguy hiểm vào mùa mưa. Nó sẽ
cho sự phát triển của ngôi làng. I believe that small people will go to the village to experience life here, which is a good thing for the villagers because they can develop tourism, they have more goods and more money. Tôi tin rằng thì có nhiều người sẽ đi đến ngôi làng để trải nghiệm cuộc sống ở đây. Những cái điều này sẽ tốt cho những người dân trong làng bởi vì họ có thể phát triển được du lịch, họ sẽ có được nhiều tiền hơn, nhiều thêm nhiều công việc và nhiều tiền hơn. Thì đó là ví dụ các em có thể tham khảo. Activity 5, working groups discuss and find some chances in a rural area. Make notes of the chances. Làm việc theo nhóm, thảo luận và tìm ra một số thay đổi ở khu vực nông thôn. Hãy viết lại những sự thay đổi đó. Thì bây giờ cuộc sống ở nông thôn thì khá là thay đổi về nhiều thứ. Đây là cái cảm nhận của cô về cuộc sống thay đổi ở quê cô. Còn các bạn hãy liệt kê ra những sự thay đổi của các bạn. Ở quê cô thì bây giờ cuộc sống ở nông thôn ở đây có nhiều cái tòa nhà hiện đại như là biệt thự, những cái tòa nhà cao tầng, đường phố thì sạch và rộng hơn và có nhiều cái trung tâm giải trí hơn. Modern house like villas, tall buildings, clean and wide streets, entertainment. Còn các bạn thì sao? Ở nông thôn thì đã thay đổi như thế nào? Các bạn hãy liệt kê vào vở nhé. Activity 6. Write a short paragraph about the changes. Viết một đoạn văn ngắn về những sự thay đổi. Thì ở đây cô có một cái bài văn mẫu về sự thay đổi. Cô viết theo bố cục mà cô đã từng dạy cho các em về cách viết đoạn văn. The rural areas have changed a lot recently. Firstly, people don't live in a eaten house. They live in more houses like villas, tall buildings, with modern equipment such as smart TV, modern fridge, wireless TV, washing machines, dishwashers. Secondly, more and more people can access to the internet in order to watch or learn, listen to music or watch videos. Thirdly, schools and hospitals are nearby. There are many new shopping centers, supermarkets, entertainment centers. It's convenient. People use the public transport every day instead of private transport. In short, I think that rural areas are experiencing a lot of positive changes. Cuộc sống ở nông thôn thì gần đây đã thay đổi rất là nhiều. Đầu tiên, mọi người không còn sống trong những ngôi nhà bằng đất. Họ sống trong những ngôi nhà hiện đại giống như là biệt thự, những ngôi nhà cao, những tòa nhà cao với những thiết bị hiện đại như là TV thông minh, tủ lạnh hiện đại, TV kết nối không dây, máy giặt, máy rửa chén. Thứ hai là có nhiều người có thể truy cập được Internet để mà làm việc hoặc là học tập, có thể nghe nhạc hoặc là xem những cái video. Thứ ba là các trường học và bệnh viện ở gần hơn. Ở đây có nhiều cái trung tâm mua sắm, những ngôi chợ, những trung tâm giải trí, nó rất là tiện lợi. Mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng mỗi ngày thay thế cho phương tiện giao thông cá nhân. Tóm lại, mình nghĩ rằng ở vùng nông thôn thì đang có những trải nghiệm tích cực, những trải nghiệm về sự thay đổi tích cực. Các em hãy dựa vào cái bài văn của cô và viết theo cái dàn ý. Chúng ta sẽ sử dụng những từ như là đầu tiên câu giới thiệu và chúng ta đi vào, chúng ta sử dụng first, secondly, thirdly, in short để viết một cái bài văn nó có những bố cục hay hơn và hoàn chỉnh hơn. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.